Rồi đưa vé cho chị Quyền và Xuân Tâm ơi. Rồi phía trên anh chị là chị có vé ha quý vị ha. Ngay bây giờ Lê Cần và Hùng Cường xin mời quý vị cùng mới mắt tại sân khấu chuẩn bị giờ số. Rồi xin kính chúc quý vị mình vòng loại đầu tiên này thật là nhiều may mắn nha. Và tối đêm nay, đặc biệt tối đêm nay, tất cả mọi người ai ai cũng có quà hết. Cùng cậu tôi Sài Gòn Tân Thời để mà cùng vui nha quý vị nha. Hey. Số gì đây à? Mày gì đây, mày gì đây? Bà con cô bác có giá giật này trở lại đây. Trở lại đây nghe em kêu số mấy gì đây, mày gì đây? Mày gì đây, mày gì đây, mày gì đây? Đố đố anh đố qua bao lời để em anh à biết không? Người kia tiêu phu đốm cây đem về dành cho ai? Sáng với chiều rồi thì trốn vui gánh cây về nhà tiêu phu gì ai? Quỳnh có biết không ai?
quê lượn lờ sông nước đôi dòng, mùa hè tan quê hương chờ mong, như phù sa dung đắp đôi bờ cho đồng quê nhịp sống mới đầy màu xanh thắm tiếng chơi bao nghĩa tình. Và người đẹp Mộc Trà vừa mới kêu ra có một em trai đọc giải dòng cờ đầu tiên. Còn ai kinh nữa không ạ? Rồi thêm một chủ nhân thứ hai nữa. Rồi chủ nhân thứ ba. Đó, ba người đọc giải dòng cờ này luôn. Và ký hiệu là 2426. 2426 đúng nhất loài. Số 1. Số 1 có 1. 22. 22 có 41. 2. 41. 41 có 3. 56. 56 hợp lệ. Chủ nhân thứ hai, 2426 luôn. Số 1. Có 1. 19. Có 2. 42. Có 3. 51. Hợp lệ. Chủ nhân thứ ba y vậy luôn. Số 1, 19, 44, 54 và 3 người dương dựng cho em 3 con gấu nhỏ trước. Hai quả rồi trao cho em 3 gấu nhỏ trước đi. Rồi bây giờ cho mình cắn xé cái phần của nhà tài trợ ra làm 3 đó. Sao quý vị ơi, mà dòng gì qua không còn giá trị nữa. Vòng cờ đầu tiên hôm nay đã có 3 anh trai. Đó, 3 chàng trai, 3 chàng ngự lâm phó thủ, 3 cái pháo hú hồn. Đó, đặt giải dòng cờ đầu tiên. Đó, rồi quý vị ơi, và chúng em đang bán tiếp tục dòng lời cờ mới vẫn là một vé là 20.000 đồng. Và mong rằng quý chị mình đón nhận giùm chúng em nha. Đó, đầu giờ mưa, đó, Ngọc Hoàng đổ lệ quý vị. Đó, nhưng không có sao đâu, đó, ngưng khóc rồi. Đó, bây giờ trời quang mây tạnh rồi quý vị ơi. Khán giả mình hãy tiến thân khâu chúng em ha.